Có mặt từ năm 2019, những hũ mặt nạ môi xinh xắn của thương hiệu mỹ phẩm sang chảnh, Laneige liên tục lọt top bán chạy, được chị em săn lùng. Hiện trên thị trường cũng đang bày bán nhiều loại dưỡng ngoài Laneige, nhưng tại sao nên mua loại mini để dùng? Sản phẩm có gì hiệu quả mà chị em lại săn đón nhiều đến vậy? Hãy cùng shop tìm hiểu kỹ hơn về dòng mặt nạ moi Laneige mini này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Ủ moi Laneige là một loại dưỡng môi, mặt nạ môi. Nhiệm vụ chính của sản phẩm là giúp tái tạo tế bào mới cho đôi môi. Chúng hoạt động trong suốt thời gian bạn chìm trong giấc ngủ. Khi tỉnh giấc vào sáng hôm sau, bạn sẽ thấy đôi môi của mình căng mọng, hồng hào hơn hẳn. Khi sử dụng lâu dài, dưỡng moi Laneige sẽ giúp phục hồi dần các tình trạng như môi khô, thâm sần do dùng nhiều son, mỹ phẩm thời gian dài. Lúc ủ môi, hương thơm kẹo ngọt nhẹ dễ chịu của mặt nạ còn giúp chúng ta thư giãn, dễ chịu để chìm vào giấc ngủ ngon. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại ủ moi Laneige với các dung tích khác nhau, nhưng nếu như bạn mới lần đầu sử dụng ủ moi Laneige thì nên mua loại mini. Vì thứ nhất là loại mini rất phù hợp và tiện lợi cho các chị em có thể mang theo khi đi du lịch hay đi công tác xa, có thể sử dụng được ngay mà không cần phải chiết ra từng lọ nhỏ. Thứ hai là khi dùng loại mini thì chị em có thể dùng được nhiều mùi của dòng sản phẩm dưỡng moi Laneige. Vì Laneige cho ra mắt tận 4 mùi, đó là mùi berry, mùi hương bưởi, mùi apple lam và mùi vanilla. Tóm lại là bạn dùng loại dung tích 3g hay 20g đều được, miễn là bạn mua đúng hàng chính hãng sử dụng thôi nhé. Dưỡng môi Laneige hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán dưỡng môi Laneige hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.